chào mừng các bạn quay trở lại channel bé nhỏ của tớ, channel Hương Week. Như tiêu đề của video clip này là Back to School thì đã đến mùa đi học lại rồi. Và cũng như toàn thể 500 anh em bạn bè để là trở lại trường học thì sẽ phải sắm đồ mới, sách vở, bút thước, quần áo, bla bla. Nhưng với con gái bọn mình thì chắc chắn là đồ mỹ phẩm rồi, đúng không? Vậy cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái video clip review những cái sản phẩm mà theo mình là phù hợp nhất cho túi tiền của học sinh cũng như là các bạn sinh viên. Một chút đồ make up rất nhẹ nhàng để cho xinh nha. Nào cùng bắt tay thôi. Đầu tiên với con gái bọn mình thì sống không thể thiếu son được, đúng không? Cho nên là mình sẽ nhắc đến luôn một em son rất là nổi tiếng và đình đám, đấy là Berry Bera Ink. Ở đây thì mình có một cái em màu cam cam á. Cái này các bạn ý, có thể vừa dùng đánh son nhá, mà lại vừa có thể dùng đánh má, hơi cam cam rất là dễ thương luôn. Lý do tại sao mà Berry Bera Ink ý rất được nhiều người yêu thích, đấy là bởi vì giá thành của em ý rất là rẻ. Và cái độ lì thì kinh khủng khiếp luôn, và chất son thì rất là mềm. Như bây giờ thì mình sẽ đánh thử một chút xíu lên lên má nhá. Đấy, đấy. Để có một chút má cam cam. Và mùi của Berry Bera Ink thì cũng rất là ngọt ngào. Và đây chắc chắn là cái son mà nổi đình nổi đám cũng như là hợp lòng của tất cả các bạn học sinh sinh viên nhiều nhất luôn. Tiếp đến là một em son mà mình hiện tại đang đánh trên môi. Cũng là một dòng son rất nổi tiếng và giá thành cũng rất là ok. Đấy là BBA, hay là các bạn còn đọc là son BB hoặc là BBA, BBA gì gì đấy. Thì đây là một dòng son kem thiết kế khá là đơn giản. Cái dòng son kem BBA này thì không nổi đình nổi đám như cái dòng son thỏi. Tuy nhiên dòng Last Velvet Lip Tint này là sự kết hợp của son tin cũng như là son matte. Cho nên mình rất tò mò, và khi nào mình đã có được cái em son này thì đánh lên môi mình cảm thấy rất là mềm và rất là lì luôn. Ở đây mình có một cái màu là màu số 15, là một cái màu đỏ mà hơi beige hồng nhưng mà là màu tối, rất là mịn luôn, và mùi son cũng rất là ưng. Và giá thành của cái em son này cũng rất là ok. Cả son Berry Bera Ink và son BBA đều có giá thành rất là hợp túi tiền, chỉ dưới khoảng 200.000. Tiếp đến son chính là em son dưỡng. Mình thì luôn dùng những sản phẩm son dưỡng mà giá thành hợp túi tiền cũng như là sử dụng được lâu mà tiết kiệm mà lại tốt nữa. Thì lần này thì mình review cho các bạn son dưỡng trứng của EOS. Thì cái son trứng này thì không còn gì phải nói nữa, quá là nổi tiếng. Nổi tiếng đến độ mà có một thời gian là còn được ca ngợi là son dưỡng dành cho các ngôi sao Hollywood nữa cơ. Thì cái em này giá thành cũng chỉ khoảng 100 mấy. Và có rất nhiều màu, rất nhiều mùi và hình thức cũng rất là xinh, rất là cute nữa. Người người nhà nhà có thể dùng luôn. Sau phần môi thì sẽ đến phần da nhá. Hôm nay mình sẽ không review các loại cushion gì nữa, bởi vì mình đã có một vài video review cushion rồi. Nếu các bạn cần thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Thế nên hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái sản phẩm, đấy là concealer của The Same, The Same. Thì cái này cũng rất rẻ, lúc mình mua thì đâu tầm 101 hay là 120 gì đấy, có những chỗ bán là 150. Không những mình mà rất nhiều người bạn của mình, rồi kể cả các bạn đồng nghiệp hay bạn bè mà mình thấy ai dùng concealer thì cũng đều đã thử dùng qua em này. Một cái em rất nhỏ mà có võ. Có một cái điều kỳ lạ là hầu như tất cả mọi người đều dùng cái tông màu medium ấy, nhưng mà da mình trắng hay da người nào tối hơn mình đều em này đều có thể fit được lên trên da. Chấm lên da thì che phủ rất là ok, tuy rằng là cái lớp kem thì tiền nào của nấy mà. Tuy nhiên thì với đi học mà make up mà trang điểm nhẹ nhẹ thì có thể dùng concealer để che những vùng quầng thâm hay mụn thôi nha. Sau concealer thì sẽ là một loại phấn phủ, và cái loại phấn phủ này mình cũng rất thích luôn. Đấy là phấn phủ Eclipse phiên bản hộp màu đen, hôm nay còn được gọi là có hiệu ứng blur, tức là thế nào. Cái hộp màu đen này làm cho da của các bạn trông rất là mịn, như kiểu blur đi, là làm mờ lỗ chân lông. Đương nhiên đấy là những lời quảng cáo ngon ngọt, còn cái thực tế thế nào? Thực tế là nó giúp cho da của các bạn có mịn hơn, nhưng còn có thể che phủ được lỗ chân lông nhiều hay ít thì cái đấy tùy thuộc vào da mỗi người. Và lý do mà mình thích cái hộp phấn Eclipse này đấy là vì rất nhỏ và xinh. Ngoài ra là giá thành rất là rẻ luôn, hợp với túi tiền. Chỉ mình nhớ mang máng là chỉ tầm 150, đúng vậy. Khi mà mình đã dùng cái phấn này rồi, mình mang bên cạnh con người và mình rất là thích. Phấn là gần như không có mùi, cho nên mình nghĩ là đây là một cái sản phẩm phấn mà dành cho các bạn học sinh sinh viên rất là hợp lý luôn. Và sản phẩm cuối cùng mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích đấy là mascara. Khi những bạn mà đang còn đi học ý, thì có thể là đi học không tiện trang điểm đậm, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn thích nhấn nhá đôi mắt của mình một chút xíu. Cho nên là thay vì việc kẻ mắt thì các bạn có thể choose mascara một xíu cho đôi mắt thêm to tròn hơn, bởi vì đôi mắt là một vũ khí sát thương cực lớn mà, đúng không? Đây là mình dùng mascara của Maybelline.
Maybelline thì quá nổi tiếng về mascara rồi, không có gì phải nói. Có loại mà mình dùng là cái lông màu nâu nâu xám xám như này, Last Sensational. Yep. Nó cho mình một cái đôi lông mi rất là tơi, không bị vón cục một chút xíu nào. Ngoài ra còn là hàng chống nước nữa. Mà mình mua mình nhớ là cũng rẻ á. Cái đợt mình mua giảm giá ở trên mấy cái trang web mà kiểu Shopee, Lazada này nọ thì mình nhớ mang máng là đâu có 100.000 hay 150.000 gì đấy. Những cái sản phẩm mà hôm nay mình review cho các bạn ý thì đều giá nó chỉ khoảng rơi vào khoảng hơn 100.000 cho đến dưới 200.000. Tuy nhiên thì tiền nào của nấy đúng không? Những cái sản phẩm có những giá thành rẻ như thế này thì mình cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng cao. Nhưng mà thực sự phải nói là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mà vừa rẻ mà lại vừa tốt, mình đã dùng rất là lâu rồi. Và đây là những sản phẩm yêu thích của mình trong mùa Back to School. Các bạn thì sao ạ? Đừng quên comment phía dưới cho mình biết với nhá. Like và subscribe channel bé nhỏ này đi. Và bye bye, love you.